Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một trong những thất bại của mỗi chúng ta, bởi vì mỗi một lần thất bại chúng ta luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác gây ra. Nhắc lại, một trong những điều mà khiến chúng ta nghèo, bởi vì mỗi một lần nghèo khổ thiếu tiền, mỗi một lần thất bại chúng ta luôn tìm cách đẩy cho ngoại cảnh, mà không tìm hiểu nguyên nhân tại sao nghèo, tại sao thất bại. Có nhiều những con người họ đổ lỗi tại sao tôi nghèo, bởi vì bọn địa chủ gian ác. Tôi nghèo bởi vì bọn đế quốc thực dân. Tôi không chối những điều như vậy, nhưng sự thật, hãy nhìn vào bản thân của mình. Sự thật tại sao khiến tôi nghèo, tại sao khiến tôi thất bại, nếu như tất cả đều bởi ngoại cảnh. Hãy nhìn xem này, nhân tiền có mặt của hai đại diện, hai quốc gia Thụy Sĩ và Thụy Điển ngồi tại đây. Hai cái nước Thụy này đều không nằm trong hệ thống đế quốc thực dân bao giờ, không hề đem quân chiếm nước nào hết, mà tại sao họ vẫn giàu? Còn hai nước Afghanistan và Nepal chưa bao giờ bị thực dân hóa hay đế quốc nào xâm chiếm hay trở thành thuộc địa của ai. Mà nếu bạn được mời sang đó nhập cư, tôi thách bạn sang, người ta cho bạn nhập khẩu, bạn cũng không muốn sang Afghanistan hay Nepal, mặc dù chưa bao giờ bị làm thuộc địa của nước nào. Còn ba vùng đất có tên Hồng Kông, Úc, Đại Lợi và Hoa Kỳ từng là thuộc địa của nước khác, bị áp bức đấy, bị bóc lột đấy, nhưng mà tại sao họ lại giàu có và khiến bạn muốn sang đó nhập cư? Cái vấn đề không phải bị ai hay là làm gì, vấn đề là con người của bạn. Bạn nhìn nhận vào thực tế ra làm sao? Amen. Đừng đổ lỗi cho người khác. Chúa Giêsu nói rằng sống trong thế gian này còn bị vấp phạm. Tất nhiên khốn thay cho những kẻ làm hòn đá vấp phạm người khác. Nhưng trong thế gian bạn đang sống, bạn sẽ gặp vô số những điều mà khiến cho bạn thương tổn và bị vấp phạm. Nhưng bạn xử lý nó như thế nào, điều đó mới là điều quan trọng. Tôi để ý thấy, bởi vì bạn là con người như thế, cho nên Chúa cho những cái khó khăn và thử thách như thế, để làm cho bạn qua cái khó khăn thử thách như thế, bạn không còn như thế nữa. Amen. Bởi vậy cho nên tại sao chúng ta bây giờ đang đứng tại đây? Tại sao bạn đã đỗ phổ thông trung học? Tại sao bạn đỗ lớp 5? Tại sao bạn đỗ lớp 2? Bởi vì khi bạn học lớp 1, bạn trình độ như thế, cho nên cô giáo mới dạy bạn như thế, và đề thi lớp 1 mới như thế, và khi bạn đỗ đề thi như thế, bạn được làm lớp 2, không còn như thế lớp 1 nữa. Bởi vậy cho nên, hãy vui mừng tiếp nhận những cú đòn của cuộc sống này đập bạn, để cho mặt chúng ta dày hơn, để cho bạn dạn đòn hơn, để cho bạn trở thành người mà sau này kéo nổi cộng đồng. Đừng có trốn khỏi những khó khăn đó. Amen. Amen. Một vị mục sư già được người ta hỏi, tại sao lòng của ông lại mềm mại như vậy, tại sao ông hiểu được mọi con người như vậy, tại sao ông giống Phao-lô như vậy? Tất nhiên ông ta nói, cái người đó họ nói chứ không phải ông mục sư đó nói. Ông nói rằng, bởi vì tôi đã nằm trong tay của Chúa, bóp tôi mỗi ngày, nhào nặn tôi, cho nên cục đất sét đó nó càng ngày càng mềm ra. Bạn đã bao giờ nghịch bột nặn chưa? Bạn mà không nặn nó sẽ cứng như đá. Còn nhào nặn thường xuyên, cái cục đó nó mềm ra để bạn có thể tạo ra những hình thù tùy theo ý của bạn. Amen. Hãy trao cái cục đất sét là bạn và tôi vào tay Đức Chúa Trời, để Ngài nhào nắn bạn thường xuyên. Và khi trái tim của bạn bị Ngài bóp thường xuyên như vậy, nó sẽ mềm lắm anh chị em. Nó không phải chỉ mềm để hiểu những người khác, mà nó mềm ở chỗ cái lực đàn hồi nó càng rộng to hơn, nó có thể chứa nhiều người. Và không phải chỉ nhiều người, mà nhiều loại người khác nhau.
chứ không phải chỉ một loại người giống hệt như nó, mà trái tim nó mở rộng, nó biết đàn hồi để nó có thể chứa nhiều các loại người, từ tri thức tới người vô học, từ người giàu cho tới người không rách áo ôm, họ có thể tiếp nhận mọi đối tượng. Mà Chúa đã mở mắt cho Phêrô đó, hãy ăn tất cả mọi loài bẩn và loài sạch nữa, đừng lựa chọn đồ ăn. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng vấn đề là chúng ta phải thay đổi. Amen. Và để chúng ta thay đổi, việc đầu tiên đó là Chúa đưa luật pháp trước. Ở bên cạnh nhà tôi, bố mẹ tôi có cái nhà, và bố tôi vừa rồi khi tôi về phép, ông dẫn tôi ra khỏi cái nhà đó chỉ một cái ao. Bố tôi bảo con nhìn thấy cái này là cái gì không? Tôi bảo ô bố, năm ngoái con về đây đâu phải là cái ao đâu. Bảo đúng, năm ngoái con về đó là con đường, và bây giờ trở thành cái ao. Bảo tại sao lại như vậy? Ông nói rằng bởi vì cái con đường này là đấu thầu ba cái nơi đấu thầu khác nhau. Cái bọn làm điện ấy, nó làm trước, rồi bọn làm đường làm sau. Làm xong rồi bọn làm đường nó đào lên, nó mới làm đường. Làm đường xong ấy, thì cái bọn cấp thoát nước nó mới đến nó làm, nó lại đào đường lên, nó làm cấp thoát. Đó là ba cái hãng đó đấu thầu riêng biệt nhau, làm lệch pha. Thế là cuối cùng làm một hồi xong, cái đường này thấp hơn ruộng nửa mét. Thế ra khi mưa nó tất cả ở ruộng nó ập vào cái đường, bây giờ là để cho trồng rau muống nổi trên mặt nước mà câu cá. Đường quốc lộ bây giờ thành ra ao để câu cá và thả rau muống. Cái điều gì khiến cho thất bại như vậy? Bởi vì trước khi họ làm không ngồi nghĩ, trước khi họ làm không có bản vẽ, trước khi họ làm không có luật xây dựng, cho nên họ cứ làm xong rồi bắt đầu có ngồi nghĩ cách để giải quyết nan đề. Chúa muốn chúng ta thành công, Ngài đã cho chúng ta luật trước, học luật trước. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ một trong những điều luật quan trọng có liên quan tới thành công và thất bại. Hãy lắng nghe này. Bạn có hàng trăm câu hỏi về cuộc đời của bạn. Tại sao, vì sao, tôi lại thế này, vì sao. Đơn giản, câu trả lời nằm ở dưới mũi của bạn có một phân rưỡi thôi. Đó là cái miệng. Hôm nay, tiếp tục phần giảng trong chuỗi series về cái miệng. Miệng của bạn là một nguyên tắc dẫn đến thành công. Amen. Amen anh chị em. Chúa lập ra một nguyên tắc. Nguyên tắc đó nó giống như một số tiền đề 1:1:2. Hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Đó là cái định luật tiền đề mà bạn học toán sẽ xây dựng cuộc sống của bạn trên cái tiền đề đó. Thì Kinh Thánh Chúa lập một số những tiền đề. Ví dụ tiền đề ban đầu có lời, mọi vật được tạo ra bởi lời, không có vật gì làm ra mà lại trước đó không có lời phán. Một quy luật của vạn vật hấp dẫn và rơi tự do, bất cứ vật nào thả ra đều rơi. Đó là luật. Nó đúng tại Âu Châu, tại Phi Châu, tại Á Châu, tại cả trong rừng Trường Sơn. Nó là định luật thì đúng trong mọi hoàn cảnh. Bất cứ vật nào rơi đều bị rơi xuống đất. Thì có một luật mà Chúa lập khi trước khi tạo ra con người. Mà con người đó khi được tạo ra nó phải nằm trong luật đó. Khi bạn sinh ra đã có luật rơi tự do rồi, bạn cần phải học cái luật đó để bạn không đi đường nhanh nhất từ tầng 16 qua cửa sổ. Nó có lợi cho bạn. Bạn muốn hay không thì luật đó vẫn tồn tại. Có một luật rằng ban đầu phải có lời đi trước. Chúa nói trước Ngài sẽ giáng sinh, sẽ có đứa đồng trinh giáng sinh, lời đi trước. Và điều đó sẽ xảy ra sau. Ngài không bao giờ làm một điều mà trước đó không gửi lời đi trước. Bạn không bao giờ được thành công nếu như trước đó bạn không nói ra miệng trước. Amen. Lời là cục đá này, và khi nói ra là thả nó ra, và kết quả là nó rơi. Bởi vậy cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ một quy luật. Đó là quy luật của lời. Tôi trích ra một câu Kinh Thánh: hãy gọi sự không có như đã có. Sách Roma đoạn 4. Roma đoạn 4 câu 17. Nếu như bạn đọc kỹ câu này ở câu ở phần cuối của câu 17. Lời Chúa nói rằng: thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin. Đấng người đã tin là đấng ban sự sống cho kẻ chết, và cũng là đấng đó gọi sự không có
như có rồi. Đọc chính xác hơn, gọi những sự chưa có như đã có rồi. Đó là chủ đề bài giảng ngày hôm nay, trước khi chúng ta đi dự trại đông và kết thúc một năm. Gọi những sự chưa có như đã có. Trước đó phải là tín, sau đó gọi sự chưa có như đã có. Người đàn bà chảy huyết đầu 12 năm, chạy rất nhiều thầy thuốc, tốn nhiều của cải mà lại bệnh không thuyên giảm. Hai đoạn kinh thánh, một đoạn nói rằng người nói rằng ta chỉ cần sờ gấu áo ngài cũng được lành bệnh. Một đoạn kinh thánh khác ở sách khác nói rằng người tự nghĩ ta chỉ cần sờ gấu áo ngài cũng được lành. Gộp cả hai đoạn lại theo bản gốc thì nói rằng người đàn bà đó tự nói với bản thân mình rằng, người đàn bà tự nói với bản thân mình rằng bà không chơi kiểu chưa đỗ ông nghề đã đe hàng tổng. Nhưng bà trong sự cầu nguyện riêng tư tại nhà của mình, trước mặt Đức Chúa Trời và bà đã công bố ra rằng tôi chỉ cần sờ gấu áo ngài cũng được lành bệnh rồi. Bà gọi sự chưa có như đã có rồi. Bởi vậy cho nên Chúa mới nói rằng hỡi người đàn bà kia, đức tin của ngươi không phải đức tin của ta, không phải chỉ là quyền năng của ta, mà đức tin của ngươi được bộc lộ qua cái gì ngươi tin ở trong lòng. Và ngươi nói ra miệng, gọi sự chưa có như đã có rồi. Ngươi đang bị bệnh, nhưng ngươi gọi sự chưa có là sự chưa lành như đã có rồi. Ta chỉ cần sờ gấu áo ngài cũng được lành bệnh. David nghe thấy Goliath chửi dân sự, ông ấy bực mình lắm. Ông vừa mấy ngày trước được Samuel sức dầu trên đầu của mình, ông sức dầu làm vua. Ông nghe thấy Goliath cao gấp đôi ông ấy đang la hét chửi bới. Ông biết được rằng Chúa sức dầu cho ông để chiến trận này, không phải ông ấy chết. Sức dầu để làm vua, ông ấy biết được mắt ông được mở về thuộc linh để thấy được sự kêu gọi, qua đó có sự trông cậy. Ta mà đánh tên này không chết ngày hôm nay được, vì nếu chết thì ai sẽ làm vua? Nếu như chết thì Samuel sức dầu vô ích cho ta. Ông lập tức xuất hiện. Đầu tiên ông hỏi, nếu thắng được cái thằng này thì được thưởng gì? Kinh không? Nếu bạn mà chơi xổ số đó, có ai dám hỏi câu hỏi như vậy đâu. Có ai dám hỏi rằng, ồ, tôi chắc là quả này, tôi mà trúng số, tôi sẽ mua cái gì bây giờ? Ông này ông chơi không phải chơi xổ số nha. Ông không phải chơi cái kiểu nghệ sĩ cần ruộc nha. Đạp cửa xông vào liều mình nhưng chẳng có nha. Ông biết rằng chắc chắn đánh là thắng. Chắc chắn đánh là thắng. Ông gọi sự chưa có như đã có rồi. Thằng Goliath, mày phải chết ngày hôm nay. Chúa sẽ trao ngươi thay của ngươi làm đồ ăn cho chim trời và thú đồng. Đó là lời tuyên xưng đấy. Chúng ta có dám làm như David không anh chị em? Hallelujah! Bởi vậy cho nên bài giảng ngày hôm nay dành cho tôi và bạn, gọi điều chưa có trong năm vừa rồi như đã có rồi để năm tới nó xuất hiện. Tiếp theo, sách A-mốt đoạn 3 câu 3. Oh, hallelujah! Ai là người Chúa ở cùng giơ tay tôi xem nào? Amen! Hạ tay xuống, ai là người bạn ở cùng Chúa giơ tay tôi xem nào? Hai câu hỏi khác nhau đấy. Hai câu hỏi này tưởng là giống nhau mà là khác nhau đấy. Có nhiều người hỏi rằng ai có vợ đi cùng, họ giơ tay. Hỏi thế ai đi cùng vợ, họ không giơ. Lạ chưa? Hai người rõ ràng đi cùng nhau, mà một người thì luôn đi cùng người kia, còn người kia chưa chắc đã đi cùng, mà anh ta đang ở cùng với cô cà ve nào đó. Được rồi, cho nên Chúa luôn ở cùng chúng ta, nhưng chưa chắc bạn luôn ở cùng Chúa đâu. Chứ hai câu hỏi nó có ý nghĩa của nó đấy. Hỏi lại, ai là người biết chắc Chúa ở cùng mình, giơ tay tôi xem. Ai là người biết chắc mình ở cùng Chúa, giơ tay tôi xem. Ok, nếu như chúng ta đã trả lời xong hai câu hỏi đó thì công viên thánh này dành cho bạn. Nếu hai người không đồng ý với nhau thì há đi chung được sao? Nếu Chúa nói rằng các ngươi tại Berlin sẽ có tòa nhà, mà chúng ta nói rằng chưa chắc nó có tòa nhà, thì làm sao mà chung đường được, làm sao mà có tòa nhà xuất hiện được? Chúa tuyên xưng như vậy mà chúng ta lại tuyên xưng tiêu cực. Hai người, tôi và Đức Chúa Trời bên cạnh nhau,
bạn và Chúa bên cạnh nhau, Ngài phán điều gì trong lời hứa của Ngài thì bạn cũng cần phải tiếp nhận để đồng ý với điều đó và nói ra miệng nữa. Ngài nói ra miệng Ngài rồi và Ngài đợi bạn cùng là người chiến hữu, người đồng chí đi cùng đường. Bạn có dám nói ra điều mà Chúa nói về bạn không? Chúa nói con là người được phước. Bạn nói rằng con là người đuổi. Con là người thông minh. Con là người thần kinh. Chúa nói một đằng, bạn công bố một kiểu. Và khi Thánh chép rằng hai người không đồng ý với nhau thì há đi chung được sao? Và bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới những năm tới, chúng ta làm một giao ước. Chúa ơi, con muốn đi cùng đường với Ngài. Con muốn đi chung đường với Ngài, cùng với Ngài. Thì kết quả sẽ xảy ra. Amen. Amen. Để mà biết được chung đồng ý với nhau thì điều ra miệng là quan trọng. Chúa nói, ta ban phước cho người. Bạn nói yes. Chúa ban phước, con là người được phước. Chúa nói rằng, bởi lần đòn của ta, các con đã được chữa lành. Bạn nói amen. Bởi lần đòn của Chúa, tôi đã được chữa lành. Đó, đó là cùng đường đấy. Amen. Hallelujah. Con của bạn có chuyện gì xảy ra? Chúa nói rằng, ai tin ta thì người đó được cứu và cả nhà người cũng được cứu. Nói amen. Con của tôi cũng được cứu. Bố mẹ tôi cũng được cứu. Nhá. Chúng ta luôn luôn nói theo cái gì mà Chúa nói và không nói theo cái gì xác thịt và ma quỷ nói. Amen. Nếu hai người không đồng ý với nhau thì há đi chung một đường sao? Và bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng nếu tôi và bạn cùng đi chung, cùng đồng ý những gì Chúa nói, không phải những gì người ta nói, và cùng công bố ra miệng như Chúa công bố ra miệng, thì hỡi ôi biết bao sự thành công sẽ đến với mỗi chúng ta. Amen. Quay sang người lân cận nói, chúng ta phải thay đổi. Ok, như vậy bạn không thể nói một điều mà Chúa không nói. Nếu như bạn nhìn thấy một cái anh ích xì mà bạn ước ao đó là chồng của bạn, bạn vừa đi vừa nói, nó là chồng của mình, nó là chồng của mình, nó là chồng của mình, nó là chồng của mình. Bạn quay sang hỏi, thế Chúa thấy sao? Chúa bảo, không phải chồng của ngươi đâu. Đừng nghĩ ra, tưởng tượng ra một điều gì đó mà Chúa không nói. Bạn nói, tiền của thằng kia, chủ tiền của túi mình. Tiền của thằng kia, chủ túi mình. Xe Mercedes của thằng kia, thuộc của mình. Không, Chúa không hề nói. Bởi vậy cho nên câu Kinh Thánh Thi Thiên mà bây giờ mình cùng nhau xem, trước đó phải có gì thì bạn mới nói ra miệng được. Thi Thiên 116 câu 10. Tôi tin, nên tôi nói. Bạn không thể nói ra một điều mà bạn tự nghĩ ra. Chúa nói với học trò của Ngài về cây vả, hãy có đức tin của Đức Chúa Trời. Không phải đến Đức Chúa Trời nhé. Có đức tin của Đức Chúa Trời có nghĩa là cái gì mà của Ngài, lời Ngài nói, bạn cũng nói như vậy. Bản chất cái gì của Ngài thì bạn cũng có y chang như vậy. Mọi người hiểu không? Chúa nói rằng cây vả này phải bị khô thì bạn cũng nói cây vả này phải bị khô thì nó sẽ khô. Bởi vậy nên Chúa Giêsu nói rằng ta không hề tự mình nói ra một điều gì, ta chỉ nói điều ta nghe cha ta nói, ta chỉ làm điều mà ta thấy cha ta làm. Làm sao biết được cha mình làm? Chúa Giêsu đã nhờ cậy Đức Thánh Linh bên cạnh. Và tôi và bạn cũng có Chúa Thánh Linh bên cạnh bây giờ. Nhờ Ngài chúng ta biết được điều gì Chúa muốn nói với chúng ta. Bởi vậy cho nên lời Kinh Thánh chép rằng chúng ta chỉ khi nào tin thì mới nói điều mình tin thôi. Đừng bao giờ nói ra một điều trước khi bạn tin. Đừng cầm đèn chạy trước ô tô. Amen. Để có tin, bạn cần phải nghe lời Chúa phán. Để nghe lời Chúa phán, bạn phải tương giao với Ngài thường xuyên, trò chuyện với Ngài, thì bạn sẽ được nghe tiếng Chúa nói. Bởi vậy, tác giả Thi Thiên nói, tôi tin cho nên tôi nói. Tôi tin khi Chúa phán vào lòng của tôi. Và khi Chúa phán vào lòng của tôi sẽ nói như Chúa nói. Và thế nào là miệng ngươi sẽ như miệng ta, là như vậy đó. Một người nướng bánh mì cho anh chị em ăn bánh mì đó. Và cũng ông đó, ông trao bánh mì cho Sơn. Và Sơn mang bánh mì cho người khác. Thì cái bánh mì mà Sơn trao cho người khác cũng y chang bánh mì của ông chủ lò nướng bánh mì. Tay của Sơn lúc đó y chang tay của ông thợ nướng bánh mì. Mọi người hiểu không?
Thành ra khi bạn nghe được tiếng Chúa phán mà bạn nói y chang như lời Chúa nói đó, không thêm không bớt, thì miệng bạn sẽ như miệng của Ngài là như vậy đó. Tôi tin cho nên tôi nói. Và nếu Chúa bởi lời của Ngài tạo dựng thế gian này, thì bạn cũng nhờ lời đó trên miệng của bạn tạo dựng ra thế giới xung quanh bạn. Chúa tạo dựng ra thế giới của Ngài như thế nào bằng lời, thì chúng ta cũng tạo dựng thế giới xung quanh chúng ta bằng lời như vậy. Amen. Thành ra hãy công bố ra những điều gì bạn ước ao nhìn thấy năm tới. Gia đình hạnh phúc, gia đình êm ấm, con cái hòa thuận, vâng lời, kinh tế phát triển, không mắc nợ ai, chỉ mắc nợ tình yêu thương. Tôi là một tạo vật mới, không có điều gì phải hổ thẹn. Còn tôi biết vâng lời tôi và vâng phục Đức Chúa Trời. Hãy công bố ra miệng điều mà mình muốn nhìn thấy trong tương lai. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nào chúng ta cùng nhau xem một cái thí dụ đặc biệt. Thí dụ này mà mỗi chúng ta luôn luôn nhắc tên của ông ta, đó là Abraham. Sách Sáng Thế Ký đoạn 15. Chúng ta cùng nhau xem này. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham. Lúc này tên ông vẫn là tên cũ nha. Abraham có nghĩa là cha cao quý. Mỗi một cái tên đều có một ý nghĩa của nó. Abraham là cha cao quý. Cùng Abraham rằng: Hỡi Abraham, cha cao quý, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Tiếp theo, Abraham thưa rằng: Lạy Chúa, Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con sao? Người cha cao quý này nhiều năm gọi là cha cao quý, nhưng mà cha cao quý đó có một cái điểm dở là không đẻ con được, không có nối dõi tông đường. Thành ra dù cao quý kiểu gì thì cao quý, nhưng ông biết rằng khi ông tắt hơi thì cái tên cao quý đó chỉ có một dòng chữ trên bia mộ thôi. Ông muốn dòng dõi được phát triển từ cái gì ông có trên dòng dõi cơ, chứ không phải là trên bia mộ. Bởi vậy cho nên ông nói rằng tôi sẽ chết không con, có nghĩa là trên bia mộ ghi dòng chữ cha cao quý. Nhưng mà dòng chữ cha cao quý trên bia mộ phòng có gì, tôi đâu cần nó. Kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer, người Đa Mách, có nghĩa là người làm thuê cho tôi sẽ kế nghiệp. Abraham lại nói rằng: Này Chúa, làm cho tôi tự tuyệt, một kẻ tôi tớ sanh đẻ trong nhà tôi sẽ là người kế nghiệp tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Abraham rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp người đâu, nhưng ai ở trong gan ruột người già sẽ là người kế nghiệp. Tiếp theo, đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Abraham, hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm các sao được thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Hallelujah. Cha cao quý nhưng đang vô sinh. Và bây giờ Chúa có một chương trình, Ngài thay đổi cha cao quý trước khi dòng dõi được xuất hiện. Và Ngài dẫn Abraham ra ngoài đường và chỉ lên trời, nói rằng: Hãy đếm sao đi. Và Abraham đã tiếp nhận chương trình tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Câu 6, Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Bước đầu tiên, ông đã tin vào điều Chúa phán. Ông thay đổi con người, phải thay đổi cái bình trước, rồi rượu mới đổ vào sau. Không bao giờ người ta đổ rượu mới vào bình cũ được. Người mà giỏi kinh nghiệm và thông minh luôn chuẩn bị bình trước, sau đó mới đổ dầu. Và Chúa chuẩn bị Abraham trước khi dòng dõi được chảy ra từ ông. Đoạn 17, ông tin, nhưng mà đức tin này ông vẫn chưa đẻ được con. Ông chỉ tin ông được xưng công bình, nhưng mà được cứu đó thì phải ra miệng cơ. Tin Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết đưa ngươi được công bình. Cái công bình đó Chúa thấy, ngươi thấy, nhưng mà đứa con ở trong bào thai chưa phát tiếng khóc, nó chưa thể trở thành con người được. Nó phải được công bố ra lời cơ. Bởi vì đầu tiên phải là lời. Mặc dù lời đó đã từng ở với Đức Chúa Trời, nhưng lời đó sẽ hoàn toàn vô ích nếu như lời đó không trở thành xác thịt và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Lời đó phải được hiện thực hóa ra cơ. Có nghĩa đầu tiên được công bố ra miệng. Amen. Hallelujah. Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 5, Đức Chúa Trời đến đổi tên này. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Abraham nữa. Họ không gọi ngươi là cha cao quý nữa,
nhưng tên ngươi là Abraham. Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Có thể Abraham có cái bệnh giống như tôi và bạn, đặc biệt người châu Á, người Việt Nam. Yêu cứ nói cứ để trong lòng thôi. Vợ nói rằng lâu lắm rồi, lần cuối cùng em nghe anh nói câu đó là lúc anh tỏ tình. Còn chắc là đợi đến khi em chuẩn bị lìa đời anh nói lần thứ hai. Câu nói gì em? Anh yêu em. Thì yêu trong lòng chứ việc gì mà nói ra miệng. Có thể Abraham được Chúa phán rằng cha của nhiều dân tộc, nhưng ông ta tin trong lòng thôi. Ông ta cứ im mà miệng này. Thì Chúa mới bày ra một cái cách mà bắt đầu từ bây giờ lúc nào cũng phải công bố tên của ngươi sẽ là cha của nhiều dân tộc. Có nghĩa là khi vợ gọi về ăn cơm thì bây giờ cả hàng xóm ra về ăn cơm hết à? Thế phải gọi vì nhà ít cơm, ít thịt thì ra phải gọi chồng là giấm rúi thôi, đập quả trứng, anh ăn cháo trứng này, trứng sống này nó khỏe lắm. Abraham, bây giờ gọi mà mọi người về ăn cháo trứng là tất cả lao vào ăn cháo nguy hiểm. Thế ra mà nói là Abraham về ăn cháo trứng. Và cái Abraham đó dịch ra có nghĩa là cha của nhiều dân tộc ơi, về ăn cháo trứng, miệng công bố gọi sự chưa có nhưng đã có rồi. Gọi sự chưa có như đã có rồi. Hay không? Tiếp theo, cũng đoạn Sáng Thế Ký 17 này, câu 15-16, Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, bây giờ lại thay đổi chồng chưa đủ nhé. Bây giờ vợ mà không thay đổi làm sao đẻ con được. Chúng ta phải chung vốn với nhau chứ. 50-50. Abraham 50, cổ phần của vợ cũng phải 50, mà chỉ có của ông thôi đâu, tôi không chung vốn là xong. Ông không thể tự được. Thành ra nó thay đổi chồng là một chuyện, mà bây giờ vợ cứ sát lại cứ lai nhai, cứ làm bầm suốt như vậy thì cũng dở. Thì có cha của dân tộc đến mấy chục năm rồi cũng cứ vợ cứ lai dai, cứ lòng bầm chuyện bịa bà già, cứ lầm bầm rồi nói xấu sau lưng chồng. Thì làm sao mà thành lời hứa được? Cho nên không phải chỉ đổi chồng mà còn cả đổi vợ nữa. Vì cả hai trở nên một thịt, và một thịt đó mới tạo ra được dòng dõi. Vì hơi thở Đức Giê-va dù dư dật nhưng Ngài chỉ tạo ra một người, để từ một người đó ra một dòng dõi thánh. Mọi người hiểu không? Thành ra Chúa nói, Abraham, ta đã thay đổi tên của ngươi rồi, nhưng chưa đủ. Nếu vợ ngươi mà chỉ gọi ngươi là cha của dân tộc thôi, chưa đủ. Ngươi cũng phải thay đổi lời công bố từ miệng ngươi nữa về vợ. Vợ của ngươi đừng gọi Sarai nữa, mà là Sara. Có nghĩa là công chúa xinh đẹp. Rồi sau đó mới là mẹ của nhiều dân tộc. Vì sao? Vì bà già rồi. Cứ mỗi lần gọi chồng, bùm bùm hơi, phải ám hợp vì răng hết rồi. Mỗi lần mà đánh răng là tháo cái trên, tháo cái dưới, để cho khi nằm ngủ nó không rơi ra, mà ngủ nó mọ, không nhìn thấy. Mắt thì lem kem rồi. Đi chống gậy. Mà bây giờ mỗi lần ông Abraham ông đi vào mà nhìn thấy bà chống gậy thì răng không còn nữa, thì chung vốn kiểu gì? Mọi người hiểu không? Tuổi 89-90 rồi, già con đó, nó khô như đất sét rồi, làm sao mà có thể có con được? Bởi vậy cho nên Abraham, người đó cho ngươi chưa đủ. Vợ của ngươi phải là công chúa xinh đẹp. Cái câu nói mà 30 năm trước đấy, ngươi hay thường xuyên nói đấy, tại sao bây giờ ngươi không nói nữa? Ngươi toàn, cái bà kia về đây, con mụ kia về đây, cái bà lão kia về đây, thì làm sao mà nó chung vốn được? Và cuối cùng Chúa thay đổi. Abraham nhìn vào vợ của mình, Sarah là tên của nó. Sarah có nghĩa là nàng công chúa, hỡi công chúa của anh. Và mỗi một lần ăn, hỡi công chúa của anh. Mỗi một lần rủ nhau đi đánh răng, hỡi công chúa của anh. Mỗi một lần nằm ngủ bật điện lên để đọc chuyện trước khi đi ngủ, công chúa của anh. Và bắt đầu Sarah, bắt đầu từ đó thấy chồng nói công chúa, cũng soi gương xem thực sự là mình có công chúa thật không. Tí nữa chúng ta sẽ đọc, dù thấy thân thể nhăn nheo. Tôi mới đọc bài báo hôm qua, vì nước Nga cấm vận, kinh tế bị sụt kinh hoàng, 20 tỷ phú mất 73 tỷ vừa rồi.
20 tỷ phú trong vòng 6 tháng vừa rồi mất 73 tỷ. Kinh tế Nga vô cùng khốn đốn mà từ năm 98 đến giờ chưa hề bị gặp. Thế giới phẳng như vậy đó anh chị em. Và có một ông thượng nghị sĩ viết báo kêu gọi hỡi những người nữ của Nga, chúng ta không nên dùng son phấn nữa, mà có một loài, có loài củ cải đỏ đó, thay cho đánh phấn son. Vừa kinh tế lại vừa nát thua. Quay trở về thời kỳ đồ đá và kêu gọi các ông chồng, bây giờ hãy tiếp nhận vẻ đẹp thiên nhiên của vợ. Từ cái khó đó mới ló ra cái khôn. Và sắp tới có nhiều ông bảo lấy phấn viết bảng bôi vào mặt. Từ những cái sai lầm này mà đáng ra họ cần sửa cái nguyên nhân của nó, họ đi tìm cách be bờ và càng ngày càng khốn đốn hơn. Cái sai lầm chính lớn to vút như vậy đó thì không chịu giải quyết, toàn nhìn vào những cái mắt muỗi như vậy. Họ đắm đo từng con muỗi con ruồi mà nuốt chửng con bò của người quả phụ khác, đi vào tiểu tiết mà đánh mất cả một cái chiến dịch lớn. Cái đó là cái chúng ta cần phải thay đổi. Amen. Và bắt đầu, ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho người một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ là mẹ các dân tộc, những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Wow, hallelujah. Bắt đầu từ đó hai ông bà, một năm trời, họ bắt đầu thay đổi, gọi nhau. Mỗi lần ông chống gậy như vậy, bà nói, cha của những dân tộc. Ông thẳng lưng lên, không còn lòng khỏng nữa. Mỗi lần bà bóp bóp chỗ này, để làm sao cho da nó căng ra chút, căng ra chút. Ông lại ngoài cửa nói, công chúa quay. Bà lại, wow. Lời nói tạo ra những điều trong thế giới vật chất này. Ban đầu là lời, ban đầu là lời, ban đầu là lời, ban đầu là lời. Và lời đó sẽ quay trở lại phục vụ bạn. Nếu bạn tin ở trong lòng, bạn nói ra miệng, nó sẽ thành hiện thực. Amen. Câu kinh thánh cuối cùng, Roma đoạn 4 câu 17. Hallelujah. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng con tin cho nên nói ra miệng. Y như lời chép rằng, ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Đây đức tin đấy. Thật, người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như đã có rồi. Tiếp theo, người cậy trông khi chẳng có lẽ trông cậy. Mọi người hiểu không ạ? Người vẫn tiếp tục cậy trông khi không còn gì mà hy vọng nữa. Tuổi gần trăm rồi. Ông 99, bà 89. Ông đâu phải 19, bà đâu phải đôi mươi đâu. Tuổi đã 99, vợ đã 89, còn cậy trông cái gì nữa? Người cậy trông khi chẳng có lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc theo lời đã phán cho người rằng dòng dõi người sẽ như thế ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn, thấy chưa? Bạn mới chưa đầy 50 mà mỗi một lần xỉ mũi lại nghĩ Ebola, chắc là mình Ebola rồi. Mới hơi đau như này, ung thư rồi. Con mới có điểm 4 đến điểm 5 cái là chắc là nó trượt gymnasium rồi. Chúng ta luôn nói tiêu cực. Và bạn có biết điều gì xảy ra không? Chúng ta dù ý thức hay vô thức thì cái lời đó luôn luôn quay trở lại với bạn. Lời nói của ta đã ra miệng không quay trở lại vô ích. Lời của Ngài luôn tích cực, cho nên quay trở lại tích cực. Còn lời nói tiêu cực của tôi và bạn, vì chúng ta được tạo dựng giống như hình và tượng của Ngài, cho nên cái lời nào ra miệng của bạn đều có kết quả nhá. Lời nào ra của miệng bạn đều có kết quả. Nhưng hỡi ôi, vì lời ra miệng chúng ta ít tích cực quá mà tiêu cực quá nhiều, cho nên cả cuộc đời của chúng ta được gặt lại những trái và cây tiêu cực. Không có một lời nào vô tích sự hết, nó sẽ quay trở lại với bạn. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi. Và không phải chỉ thấy như vậy nhé, bản thân mà còn thấy Sarah không thể sinh đẻ được nữa. Song đức tin của người không kém.
Tiếp theo, người chẳng có lưỡng lự hoặc hoài nghi về lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng, ai thiếu sự khôn ngoan hãy cầu xin Cha sự khôn ngoan. Và đừng có hồ nghi, đừng có nghi ngờ, vì kẻ nghi ngờ như bèo dạt mây trôi, sẽ không nhận lãnh một điều gì từ Đức Chúa Trời cả. Và ông không hề lưỡng lự hoặc hoài nghi về lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm cho trọn được. Hallelujah. Tưởng tượng mỗi lần ông nói, công chúa của anh ăn cơm ngon không, anh ra ăn cơm quả này ngon không, bà nói rằng, ông nói nhỏ nhỏ thôi chứ nói nhiều tôi ngượng ông ạ. Ông cứ tưởng tượng mỗi lần đi chợ đấy, tôi mang cái pate đi chợ, cả làng nó nói rằng nhà mình điên ông ạ, hai mấy năm không đẻ con, bây giờ chúng ta lần thần điên hết cả rồi. Ông có nhìn thấy bà ấy xì bà ấy, thấy bà mình to nhất xóm đấy kìa. Cái bà kia đó là bà mà loa của phát thanh của cả tỉnh đấy. Cái chuyện gì nhỏ nhỏ của mình ông dẫm phải cái đinh, bà cũng biết hết ông ạ. Thế ra từ khi ông gọi tôi là công chúa thì khó đi mà cả tiền bạc lắm. Thôi ông nói khẽ khẽ thôi. Chứ ông cứ nói rằng anh hết răng rồi thì ra anh nói người ta không nghe cái gì đâu, chỉ cần em biết thôi. Không ông ạ, người ta nghe hết không? Xấu hổ. Nhưng mà hai ông bà này không hồ nghi và lưỡng lự. Ông nói rằng, em ơi, Chúa phán chúng ta sẽ đông con. Thành ra Ngài nói rằng đổi tên, không phải để mình nói thầm. Thành ra khi em đi, em nhớ không? Khi đi, mình làm lại hộ chiếu đấy. Cái tên cảnh sát hỏi tên ông là gì? Anh nói là, hả? Tên vẫn tên cũ, đâu cần phải đổi. Mà không. Mà nói to lên, Abraham. Tên công an nó bảo, tôi nghe cứ tưởng là Abraham. Tưởng ông nói lắm. Không, tên tôi là Abraham, có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Và em, khi khai hộ chiếu em cũng viết rằng tên của em là Sarah. Cái tên công an nó nói rằng, bà biết thiếu chữ Y à? Không có ai bảo thiếu chữ Y, tên tôi là tên Sarah, có nghĩa là công chúa. Thế ra từ lúc đó đến giờ chúng ta cứ nói thôi, đâu có gì mà phải xấu hổ, đâu có gì phải xấu hổ. Và bắt đầu từ đó, họ không hồ nghi và lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời, lại càng mạnh mẽ, càng tăng hơn tất cả, càng khó khăn càng tăng hơn. Có một lần ông bị cảm cúm, lúc cảm cúm đó là mệt mất mấy tháng trời. Bà vẫn động viên, cha của nhiều dân tộc, vì chúng ta có đông con cái cho nên nó đánh vào đúng cái điểm sức khỏe của ông đấy. Thế chúng ta cần phải công bố mạnh mẽ lên. Và cứ tiếp tục như vậy. Hãy nhớ, bạn được kêu gọi cho lĩnh vực nào thì bạn đầu tiên sẽ thất bại trong lĩnh vực đó. Ma quỷ muốn sàng sảy bạn, anh chị em. Bạn nói rằng, Chúa đặt đề vào lòng tôi trở thành người giàu ở trong Chúa, để tôi dâng thật nhiều tiền cho truyền giáo. Đừng mơ mấy năm sau câu nói đó bạn giàu nhá. Nợ đầm đìa. Thật ra nếu như bạn hiểu đúng nguyên tắc thuộc linh đó, thì bạn đừng nói rằng tôi là kẻ thất bại, tôi là kẻ thất bại. Tôi không để cho nó lừa bạn đâu. Và tôi không để cho nó lừa tôi đâu. Amen. Amen anh chị em. Không hồ nghi và lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu chỉ giữ trong lòng và tin thì bạn được xưng công bình, nhưng bạn phải nói ra miệng của bạn. Đó cần phải lòng can đảm. Sự can đảm là dám đứng lên công bố điều chưa có như đã có rồi. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, ông ta đã làm được điều đó. Và bắt đầu Chúa nói rằng, con của ngươi sẽ mang thai, một năm nữa sẽ sinh ra, đặt tên nó là Isaac. Isaac có nghĩa là cười. Bạn nói ra một tiếng thôi, còn cười là cầm chuỗi luôn. Có nghĩa là sự công bố liên thanh. Kẻ cười mỉa sẽ có một ngày người đức tin cười sau cùng. Và cái cười sau cùng đó là cười bắn đại liên luôn. Băng 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 băng. Bạn ơi, hãy tin cùng tôi. Và bắt đầu bạn công bố cho bạn trước. Bạn liệt kê ra những điều gì trong Kinh Thánh nói về bạn. Hallelujah. Nhờ Chúa tôi có thần trí của sự khôn sáng, sự tỏ ra để nhận biết Ngài. Nhờ Chúa tôi được soi sáng con mắt thuộc linh của tôi để biết được sự kêu gọi của nó có sự trông cậy. Tôi nhìn thấy được sự giàu có nơi vinh hiển. Tôi biết được
quyền năng vô hạn trong lòng tôi. Tôi là một tạo vật mới. Tôi là con ngươi của mắt Ngài. Tôi là muôi của đất. Tôi là ánh sáng của thế gian. Bắt đầu bạn công bố cho bản thân và công bố cho vợ của bạn, con cái của bạn đừng tiêu cực nữa. Vợ tôi là người yêu mến Chúa, người kính sợ Đức Chúa Trời. Con cái tôi học giỏi, thông minh, kính sợ Chúa và không bước vào đời. Nó học đại học nhưng không mất đức tin. Amen, hallelujah. Amen, nếu Chúa kêu gọi bạn làm thợ lành nghề, hãy làm thật tốt trong cái nghề thợ đó. Nếu Chúa kêu gọi bạn quét nhà thờ thôi, hãy quét thật sạch cho nhà thờ. Còn nếu Chúa kêu gọi bạn làm thẩm phán hay là thủ tướng nước Đức này, thì hãy làm thủ tướng thật hiệu quả. Amen. Bất cứ điều gì mà không làm theo ý Chúa là bạn làm theo ý riêng. Còn nếu như mà bạn nghĩ rằng tìm cái việc gì thật là xấu nhất, thật hèn hạ nhất đó, mà nó lại là ý riêng của bạn, thì bạn đang chống lại ý Chúa đấy. Amen. Amen anh chị em. Chuyện gì lạ đúng không? Lời Chúa nói rằng trong nhà có nhiều loại bình khác nhau. Mà loại bình này Chúa nói rằng bình này để cắm hoa vì nó đẹp. Bạn nói rằng không không không, bình này nhìn kỹ xem, cái này là để làm bô. Làm bô cho con thôi. Cái đấy không phải là sự hạ mình làm theo ý Chúa, mà cái đó là sự khinh miệt Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra bạn để làm công việc mà cần phải làm. Bạn thử tưởng tượng cái bô đặt lên giữa bàn ăn, cắm hoa, còn cái lọ hoa đẹp như vậy để cho thằng bé nó tiểu tiện vào. Bạn thấy người ta vào nhà bạn thấy kỳ cục không? Bởi vậy cho nên hãy lắng nghe. Nếu Chúa kêu gọi bạn nghèo rớt mồng tơi mà quần rách đó, nếu Chúa kêu gọi hãy cứ ăn mặc quần rách. Còn nếu Chúa không kêu gọi thì bạn ơi, mặc quần rách để làm gì cho nó lạnh? Gió mùa đông thổi vào lạnh ngắt cơ thể của bạn. Hãy mặc cho thật đẹp để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Amen. Amen anh chị em. Ban đầu là lời, sau đó nói ra miệng. Gần bên Ngài trò chuyện để có đức tin. Khi Ngài phán, bạn hãy nói. Khi Ngài phán với bạn, bạn hãy nói như Ngài nói. Amen. Gia đình của bạn. Rồi sau đó bạn nói đến hội thánh, nhóm tế bào của bạn. Bạn công bố đi. Mỗi một lần bạn ngồi vào xe ô tô của bạn, hãy nói: cảm ơn Chúa vì con ngựa này. Mày sẽ phục vụ tao thật là tốt. Máy của mày thật là khỏe. Không bao giờ bị ho, bị cảm cúm. Mỗi lần trời tuyết như vậy khởi động, mày chạy tốt. Hãy đặt tay lên. Bất cứ điều gì bạn nói đều tốt lành. Bạn nói với nhóm tế bào của bạn, bạn nói với hội thánh của bạn tại đây: Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì cái nhà thật là to, cho 1,000 người nhóm lại. Có đầy đủ phòng ốc cho builder, cho mục sư ngồi làm việc, không phải chui vào xe ô tô làm việc nữa. Có ít nhất là 5 phòng để cho các con học ngày trường chủ nhật. Mọi người hiểu không? Cứ công bố ra. Cứ công bố ra. Bởi vì ý muốn Chúa nói như vậy rồi, mà chúng ta lại quá khiêm tốn, không dám nói ra điều vĩ đại của Ngài muốn bạn làm. Thành ra bạn luôn luôn bị thất bại hay là đại bại mà không phải là vĩ đại. Thế nên chúng ta hãy cùng nhau thay đổi. Amen. Nào cùng nhau đứng dậy nào. Một định luật. Về thuộc linh. Bất cứ một định luật nào trong thế gian này, khi bạn phạm vào luật đó, bạn sẽ bị thiệt hại. Trong Kinh Thánh có quy luật thuộc linh. Trong thế giới vật chất này có quy luật, có định luật của thế giới vật chất. Trong thuộc linh có định luật của thuộc linh. Trong gia đình có định luật của hôn nhân. Trong dạy dỗ con cái có định luật về cách dạy dỗ con cái. Trong thương trường làm ăn kinh tế có luật làm thương trường. Bất cứ một lĩnh vực nào bạn đều phải nắm luật. Hồi thánh chúng ta đang có một người đang học trường luật, nói rằng nước Đức này là một nước luật nhiều nhất trên thế giới. Đừng có nghĩ rằng người Đức lắm chuyện. Càng kỹ càng về luật thì người biết luật càng được tự do. Amen. Kẻ mà không hề biết lý thuyết lái xe, xe nhìn xe chạy là biết ngay. Đừng ưu tiên mà không dám đi. Còn biết rõ ràng luật rồi, mình cứ tiến. Bởi vậy cho nên có quy luật thuộc linh. Hãy nhớ lời, câu trả lời nằm ở dưới mũi của bạn 1 phân rưỡi. Là cái miệng của mình này. Người Việt Nam được dạy nói tiêu cực từ nhỏ. Không bao giờ dám khen người khác đẹp trai, to khỏe hay con bụng bẫm. Thường chặt ngay miệng họ trộm vía, nói linh tinh bảo miệng vậy. Cái đó làm sao mà người chúng ta không tông teo. Nhà, miệng thì nói như vậy mà cứ hút tiết canh thì nói rằng nó bổ.
Thế cái đó chúng ta cần phải thay đổi. Đừng ăn tiết canh, điều mà Chúa cấm kỵ thì lại sử dụng. Mà điều Chúa nói rằng hãy sử dụng thì lại cấm không dám sử dụng. Cuối cùng kết quả chúng ta như bây giờ đấy. Nhưng cảm ơn Chúa vì chúng ta được cứu và được nhận biết chân lý, cho nên bắt đầu chúng ta cùng thực hiện luật đó và bạn sẽ được phước. Amen. Nào chúng ta hãy đến với Chúa. Đầu tiên ăn năn. Tôi không bắt bạn phải ăn năn đâu, nhưng bạn hãy bắt đầu nói giống như Ê-sai vậy: Chúa ơi, con thực sự nhận biết được có môi dơ dáy, xin Chúa hãy rửa sạch môi miệng của con, vì cái môi miệng này này nó mang tới biết bao nhiêu thất bại mà trước đây con luôn đẩy tội đó cho ngoại cảnh. Người này làm cho con thất bại, kẻ kia làm cho thất bại, nhưng con đâu biết rằng bao nhiêu điều tiêu cực con tự nhủ với mình, con tự nhủ với chồng, với vợ và con cái, và thiệt hại đó đã gặt hái ngay trong gia đình và bản thân của con. Ôi Chúa ơi, hãy tha thứ cho chúng con. Huyết của Ngài, huyết của Ngài trên bàn thờ đó sẽ rửa sạch môi miệng chúng con, sạch trơn khỏi tất cả mọi tiêu cực đó. Chúa ơi, 80-90% thành công và thất bại nó đến qua con đường miệng. Chúa hãy giúp chúng con được thay đổi, thay đổi tâm trí và tấm lòng của mình với Ngài. Tấm lòng để thay đổi bản chất, tâm trí được đổi mới để hiểu được ý muốn của Ngài, thì miệng lưỡi chúng con sẽ nói như lời của Ngài nói, để chúng con biết tách biệt giữa hèn và điều cao quý. Chúng con không thể bắt người ta tách biệt được nếu như không thay đổi từ bên trong chiều sâu và bên trong tâm trí chiều rộng. Con cầu xin Ngài hãy thay đổi chúng con tại đây, tôn cao danh của Ngài. Hallelujah. Nào, tôi để cho bạn 2 phút để nói điều tích cực cho bản thân bạn, cho gia đình của bạn, cho nhóm tế bào của bạn và cho hội thánh này. Hallelujah. Hallelujah. Bạn tôi Vinh hát bài hát. Trong khi hát bài hát như vậy, bạn hãy cùng nhau hát và nói điều tích cực cho đời sống của bạn. Hãy nói ra miệng. Hãy nói ra miệng. Hãy nói ra miệng. Tôi tin cho nên tôi nói. Tôi tin cho nên tôi nói. Hãy xem lại lời tiên tri dành cho bạn. Hãy xem lại lời Chúa nói với bạn như thế nào. Nếu bạn là con cái Chúa, là chiên của đồng cỏ Ngài, thì những lời chép trong Kinh Thánh dành cho bạn, chứ hãy công bố nó là thuộc về bạn. Nó thuộc về bạn. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.